Nếu mà bây giờ cái việc mà cái chị sở hữu một ngôi nhà mơ ước nó làm mình cảm xúc dữ lắm không, thì đưa cái ngôi nhà nó vô bức tranh mục tiêu tài chính của mình. Ơi, nếu mà mình đạt được một cái mức tài chính này thì mình sẽ sở hữu được ngôi nhà, và tưởng tượng luôn là mình và gia đình của mình đang ở trong đó luôn. Nên là mình kiểm tra lại bức tranh của mình. Nếu mà các anh chị cảm thấy bức tranh của mình nó chưa đủ cảm xúc thì thêm vào cái mục tiêu nào của các anh chị mà các anh chị thực sự khao khát, các anh chị có cảm xúc với nó, thì bảo đảm với các anh chị là các anh chị hoàn thành nó một cách rất là dễ dàng. Và ở đây tác giả cũng chia sẻ nha các anh chị, như thế không có nghĩa là bạn không cần phải hành động nha. Điều đó nó chỉ đơn giản có nghĩa là để tạo ra và nhận được sự giàu có trong cuộc sống, bạn cần phải sẵn lòng hướng tới mục tiêu của mình thôi, từ cả cấp độ bên trong và bên ngoài. Mình cần phải biết rõ khao khát của mình cần phải tin tưởng rằng nó sẽ trở thành hiện thực, củng cố niềm tin của mình đó, và mình cần phải sẵn lòng thực hiện tất cả các bước hành động logic thông thường cần thiết, và cả những cái hành động sáng tạo bất chợt nảy ra trong tâm trí của bạn. Hay chưa? Đây, điều này mới là điều khiến cho mình tạo kết quả đây. Những cái việc hình dung tưởng tượng các thứ nó sẽ giúp cho các anh chị củng cố cái niềm tin của mình, đúng không ạ? Nhưng mình cần phải sẵn lòng thực hiện tất cả các bước hành động logic thông thường. Vì ví dụ, các anh chị đã đặt ra cái mục tiêu tài chính 30 ngày của mình. Thiết lập mục tiêu xong rồi, hình dung tưởng tượng xong rồi, có nghĩa là sau khi mình đặt ra mục tiêu, mình viết cái bức tranh tài chính 30 ngày, mình hình dung tưởng tượng rồi mà nó rất là cảm xúc luôn rồi. Vậy thì bước tiếp theo đó là ngồi xuống lập một cái kế hoạch liền, kế hoạch hành động. Vậy thì để mà mình đạt được cái số tiền này, mình cần phải làm cái gì? Hãy viết xuống. Bước 1 mình cần phải làm gì? Bước 2 cần phải làm gì? Bước 3, bước 4, bước 5 mình cần phải làm gì? Và sau khi mà mình lập ra bản kế hoạch xong thì ngay lập tức bắt tay vào hành động liền. Bắt tay vào hành động ngay lập tức. Đây được gọi là những cái bước hành động logic thông thường cần thiết. Và cái ý tiếp theo tác giả chia sẻ nè, và những cái hành động sáng tạo bất chợt nảy ra trong tâm trí của bạn, có nghĩa là khi mà trên cái hành trình mà các chị thực hiện cái bản kế hoạch mà mình viết ra, sao mình viết ra đó, thì bắt đầu vũ trụ sẽ mang tới những nguồn lực cho mình sẽ có những cái ý tưởng nó bất chợt nảy ra bên trong tâm trí của mình. Có thể là vũ trụ sẽ bảo rằng là à, bạn hãy đi gặp cái con người này, à, bạn hãy làm cái điều này, bạn hãy làm cái chương trình này, bạn hãy làm cái chương trình kia, và đây là những cái ý tưởng mà nó nảy ra bất chợt. Mình cũng hành động luôn những cái ý tưởng nảy ra bất chợt, đây là những nguồn lực vũ trụ mang tới. Và các anh chị sẽ thấy rằng là cứ liên tục như vậy, kèm thêm cái sự tin tưởng, hình dung tưởng tượng liên tục mỗi ngày, tối trước khi đi ngủ hình dung, sáng khi thức dậy hình dung, đúng mà còn trong ngày thì bắt tay vào hành động theo cái kế hoạch của mình và những cái ý tưởng bất chợt mà vũ trụ mang tới. Kiên nhẫn liên tục như vậy thì vẫn bảo đảm với các anh chị là các anh chị sẽ hoàn thành được cái mục tiêu của mình một cách rất là dễ dàng. Có bao nhiêu số các anh chị mình đã nắm rõ điều này rồi, cái gì comment tôi giúp chị đó. Phải có cái bản kế hoạch hành động nha. Chứ nếu mà mình không có bản kế hoạch hành động á chị, mình không có làm gì hết thì không có kết quả đâu ạ. À. Khi mà mình tiến tới ước mơ của mình một bước thì ước mơ của mình mới tiến gần hơn với mình một bước. Còn nếu như mình không có làm gì cả thì không có chuyện gì xảy ra. Nên là mình phải có một cái bản kế hoạch hành động. Mình phải tiến về ước mơ của mình. Trên cái hành trình các anh chị tiến đến ước mơ của mình, vũ trụ sẽ mang thêm nguồn lực cho mình. Nên là hãy hành động với bất kỳ những gì mình đang có, với bất kỳ cái nơi nào mình đang đứng. Đừng có chờ phải hoàn hảo mới làm. Cứ làm đi. Trên cái hành trình đó vũ trụ sẽ mang tới nguồn lực cho các anh chị, dần dần nó sẽ hoàn hảo dần. Nha các anh chị nha. Và ở đây tác giả dặn nè, bạn cần phải sẵn sàng nghe theo những cái thôi thúc được truyền cảm hứng. Những cái thôi thúc mà vũ trụ trên cái hành trình các anh chị đi á, vũ trụ sẽ mang tới nguồn lực cho mình, sẽ thôi thúc mình làm cái điều gì đó. Và bạn cần phải duy trì cái rung cảm tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn. Bạn cần phải tin tưởng rằng kết quả được tạo ra dành cho bạn. Bạn sẽ không còn phải bơi vật lộn, bơi ngược dòng. Chỉ cần thư thái trôi xuôi theo dòng chảy và giai điệu tự nhiên của cuộc sống. Vậy thì cái chìa khóa ở đây nè các anh chị, trên cái hành trình mà các anh chị thực hiện mục tiêu, nhớ là phải duy trì cái rung cảm tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn. Tại sao có một số các anh chị mình ứng dụng giữa đường cái mình bắt đầu là mình cảm thấy không có thoải mái, không có dễ chịu, là vì các anh chị không còn duy trì những cảm xúc tích cực, bắt đầu nó xen lẫn những cảm xúc nghi ngờ, những cái cảm xúc rằng là tôi không làm được. Các anh chị tin vào những cái sự kiện bên ngoài và bảo rằng là tiêu rồi, chắc mình không làm được đâu.
mình không còn duy trì cảm xúc để tương thích với điều mình muốn nữa. Nên là cái chìa khóa ở đây, trên cái hành trình mà các anh chị đi, cho dù gặp cái gì không cần biết, gặp cái gì thì cũng là cái đó cũng giúp cho mình để thành công cái đó đi, với mình đạt được mục tiêu hết trơn á. Và phải duy trì được cái cảm xúc tích cực tương thích với cái điều mình mong muốn. Bao nhiêu số các anh chị rõ điều này comment tôi ạ. Phải rõ điều này nha, ứng dụng tiềm thức là nằm ở chỗ này thôi. Đây, và ở đây tác giả có chia sẻ thêm một ý nữa nè. Nếu mà hiện tại bạn đang mắc nợ, đúng không ạ? Thì hãy vạch ra cái kế hoạch trả nợ, quyết tâm thực hiện điều đó, sau đó chuyển sự quan tâm của bạn ra khỏi món nợ đi, và hãy tập trung vào sự giàu có. Có một số các anh chị mắc nợ, cái mình cứ tập trung vào cái việc làm sao để trả nợ, tập trung vào trả nợ hoài. Và khi mình tập trung vào trả nợ thì nợ càng nhiều hơn. Trong một cái thời điểm mình chỉ có thể tập trung một thứ thôi. Một là các anh chị tập trung vào nợ, hai là các anh chị tập trung vào sự giàu có, các anh chị tập trung vào mục tiêu mà mình mong muốn đạt được. Nếu mà mình tập trung vào nợ thì mình chỉ có đủ nguyên khoản tiền để mình trả nợ thôi. Mà tập trung vào nợ thì càng hút nhiều nợ hơn. Hai là các anh chị tập trung vào cái kết quả các anh chị mong muốn là sự giàu có, mục tiêu của mình là cái gì. Khi mà mình đạt được mục tiêu rồi thì mình trích một phần nhỏ mình trả nợ bình thường mà. Nên ở đây tác giả chia sẻ nè, rất là kỹ nha các anh chị. Có nợ, ok, lập ra một cái kế hoạch để các anh chị trả nợ. Mỗi tháng các anh chị có thể trả bao nhiêu đó. Sau đó là sao ạ? Sau đó chuyển cái sự thoát ra khỏi món nợ đó. Không có suy nghĩ gì tới món nợ nữa hết trơn á. Mà phải chuyển cái sự tập trung hoàn toàn mục tiêu của mình. Tại vì nếu mà các anh chị tập trung món nợ, mình có những cảm xúc không có tích cực. Và làm sao mà cảm xúc thiếu thốn tạo ra sự đủ đầy được. Nên là phải thoát ra. Và tập trung mục tiêu của mình thôi, tập trung sự giàu có, hình dung tưởng tượng giống như nãy giờ Diễm chia sẻ. Nha các chị nha, đối với lại cái anh chị ở đây, anh chị nào mà chúng ta đang cần thì các anh chị ứng dụng ha. Về cơ bản thì vũ trụ sẽ tương tác với tần số rung cảm với bất cứ thứ gì mà bạn tha thiết muốn có. Bạn tập trung vào, bạn quyết tâm hay là mình thực sự tin tưởng mình có thể đạt được nó. Và ở đây lúc nãy thì Diễm còn có đọc được một cái từ khóa nó khá là hay nha chị. Đó là cái sự giàu có là mình cần phải bắt sống được. Đúng không ạ? Mình cần phải bắt sống được. Phải bắt sống được sự giàu có bằng cái cảm xúc, cái tương thích với cái mục tiêu của mình. Và quan trọng là mình cần phải có được cái sự nhất quán, duy trì được cái cảm xúc đó. Nó phải nhất quán từ đầu đến cuối, chứ không phải là mình cứ tới khúc giữa cái mình thay đổi. Còn số các anh chị cứ nhắn cho Diễm mà mới giữa tháng à, em ơi, giờ chưa thấy nguồn lực đâu hết em ơi, làm sao đây, nghi quá, tổng đạt mục tiêu quá, chị có cần phải thay đổi mục tiêu không? Đó, mới có giữa tháng thôi là bắt đầu thấy rung rinh rồi. Niềm tin bị rung rinh thì làm sao mà được, đúng không? Phải duy trì được cái cảm xúc tương thích với mục tiêu của mình.